Thực ra cái điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một cái bản sao điều 6 của Hiến pháp Liên Xô mà thôi. Nên nhớ rằng dưới thời của Brezhnev, uy tín của Đảng Cộng sản Liên Xô ngày một sa sút. Trong tình hình đó, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô thấy cần thiết phải đưa vào hiến pháp của mình một cái điều 6 bắt buộc về mặt pháp luật củng cố duy trì cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Mà chiếc gậy đó chính là điều 4 của hiến pháp để mà duy trì cái quyền lãnh đạo của Đảng. Sau 35 năm nghiên cứu về Hồ Chí Minh là làm việc trong khoảng 10 cái văn khố khác nhau của thế giới thì tôi hoài nghi cái vấn đề tư tưởng của ông Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ ông Hồ Chí Minh cũng không có tư tưởng riêng nào hết, mà ông ấy chỉ là một người hành động. Khi nào ở một cái giai đoạn nào mà nhu cầu đòi hỏi thì cái tư tưởng của ông ấy sẽ là cái tư tưởng của cái thế lực, của cái chính quyền mà ông ấy cần nhờ vả. Năm 1919 khi ông ấy viết cái bản thỉnh nguyện của dân An Nam nạp cho Hội Quốc Liên thì lúc bấy giờ ông ấy đang mê say cái thuyết của Tổng thống Wilson là tự trị cho những dân mà thuộc địa. Thì sau ông đi vào Đảng Xã hội, rồi ông đi vào cả với Freemason, rồi cuối cùng qua đến Nga thì ông ấy đi hoạt động cho Nga, thì tư tưởng của ông ấy là cái tư tưởng Marxist Leninist. Lúc ông ấy làm việc cho Tưởng Giới Thạch, tức là đệ tứ quân khu trong cái thời đệ nhị thế chiến, thì tư tưởng của ông ấy là tư tưởng của Tôn Giật Tiên, của Dân Sinh. Thì sau này khi mà ông đi làm cho Odess Mỹ thì ông ấy học thuộc cả cái câu mở đầu của tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Thì ông nói cái nền dân chủ Mỹ sẽ là nền tảng cho chế độ Việt Nam trong tương lai. Tư tưởng Hồ Chí Minh thì như con cắc kè đổi màu, tùy theo hoàn cảnh chính trị và tùy theo cái nhu cầu. Có thể tóm tắt thế này là ông Hồ Chí Minh là một con người hoạt động chính trị. Ông ấy muốn giành lấy quyền lực và đoạt quyền lực bằng mọi giá. Theo nội quy của đệ tam quốc tế, Đảng Cộng sản của bất kỳ quốc gia nào đều chỉ là một chi bộ của đệ tam quốc tế, phải triệt để tuân thủ mọi điều lệ của tổ chức này, đặt dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Nga, phải triệt để ủng hộ các Cộng hòa Xô Viết. Giải phóng dân tộc là giấc mơ các nước nhược tiểu đầu thế kỷ 20. Nhưng đó lại là chiêu bài thích hợp nhất cho lãnh tụ Cộng sản Hồ Chí Minh để vận động toàn dân tham gia tổ chức của ông để phục vụ Cộng sản quốc tế. Chúng ta sẽ nghe các nhà nghiên cứu đề cập đến vấn đề này. Ông Olivier Todd là nhà báo, nhà văn rất tên tuổi. Ông đã từng là phóng viên và viết bình luận cho tuần báo nổi tiếng thiên tả của Pháp, Nouvel Observateur. Ông đã từng qua Việt Nam, viết phóng sự về chiến tranh Việt Nam. Ông cũng là tác giả của hơn 20 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Trong đó, có hai cuốn biên khảo chính trị viết về Việt Nam là Cruel Avril và La Chute de Saigon. Rất tiếc là huyền thoại về Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại. Trên thế giới hiện còn có hai huyền thoại, đó là Che Guevara và Hồ Chí Minh. Tất cả đều do tuyên truyền, mà Cộng sản Việt Nam thì tuyên truyền một cách ghê gớm, đầy giả dối, và họ đã thành công. Về Hồ Chí Minh thì có điểm hơi khác, nhất là được tiếp tay bởi những học giả ngoại quốc như Gesnu de Villers, Jean Lacouture, diễn tả Hồ Chí Minh khá cứng cỏi, nhưng hệ thống tuyên truyền đó đã được chấp nhận. Theo Olivier Todd, sở dĩ việc tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam về Hồ Chí Minh dễ đi vào lòng người, một phần lớn nhờ vào hình ảnh Hồ Chí Minh như một ông già dễ thương và gần gũi với mọi người.
Ông ăn mặc đơn sơ và sống trong căn nhà đạm bạc trong vườn, không như các lãnh tụ cộng sản khác sống trong lâu đài. Ông nói tiếp. Nhưng điều quan trọng theo tôi nghĩ là lúc đầu ai cũng tưởng Hồ Chí Minh là người quốc gia, có tinh thần dân tộc. Họ không biết quá khứ ông ta có dính dấp tới quốc tế cộng sản. Họ không biết ông ta là tín đồ cuồng tín của chủ nghĩa Mác Lê. Tôi nghĩ huyền thoại do đó mà tồn tại. Triết gia người Pháp Jean-François Revel trong bài viết Kết quả các hành động của Hồ Chí Minh là gì đã nhận định: Hồ Chí Minh lẽ ra đã có thể là một vị anh hùng tạo lập một nước Việt Nam tân tiến và dân chủ, một người đáng lẽ đã đưa đất nước mình khỏi sự lệ thuộc của thực dân và hướng về một nước văn minh hiện đại như một tổng hợp các truyền thống với các bản sắc của một quốc gia mới mẻ. Khổng thai, mục tiêu của ông không phải là nền độc lập của Việt Nam, mà là sáp nhập nước này vào quốc tế cộng sản. Jean Saint-Denis, tác giả tác phẩm Face à Hồ Chí Minh, đã viết sau khi đến nước Pháp, Hồ Chí Minh đã say mê đọc sách của Marx, kể cả bộ sách đồ sộ Tư Bản Luận, chẳng bao lâu trở thành cuốn sách gối đầu giường, người bạn ban đêm của ông Hồ. Ông ta hoàn toàn gắn bó với chủ nghĩa cộng sản. Hồ Chí Minh đã một lần la lên: chủ nghĩa Lenin là mặt trời rực sáng, soi đường dẫn lối tới thắng lợi cuối cùng, tới chủ nghĩa xã hội, tới chủ nghĩa cộng sản. Bernard Faure trong cuốn Hồ Chí Minh on Revolution viết rằng Hồ Chí Minh trung thành vô điều kiện với Stalin và Stalin biết điều đó. Theo bà Sophie Quinn Judge, trong tác phẩm nghiên cứu nổi tiếng Hồ Chí Minh, The Missing Years, cho biết chính Hồ Chí Minh đã được chọn vào trong số 11 ủy viên ban chấp hành Đại hội thứ nhất Quốc tế Nông dân tại Liên Xô. Chính ông đã thuật chuyện ông Hồ Chí Minh đến thú thực với ông Bảo Đại rằng người ta coi tôi quá đỏ, cho nên tôi điều khiển chính phủ không nổi. Bây giờ tôi đề nghị ngài hãy đứng ra làm chủ tịch nước thay tôi sẽ trở xuống làm cố vấn. Chuyện đó chứng tỏ rằng kể từ ngày 11 tháng 11 năm 1945, ông ấy đã giải tán Đảng Cộng sản. Nhưng mà người ta vẫn không tin, người ta vẫn thấy cái Đảng Cộng sản đó hoạt động. Vì vậy cho nên cái việc thành lập chính phủ liên hiệp rất khó khăn. Nhưng mà đến khi ông ấy đã mua chuộc được hai tướng Tiêu Văn và Lư Hán của Trung Hoa Dân Quốc để họ làm áp lực với các đảng phái quốc gia miễn cưỡng mà cộng tác với ông Hồ để lập chính phủ liên hiệp, thì ông ấy không cần ông Bảo Đại đi xin lỗi ông ấy. Hai cái sự việc chứng tỏ ông cần phải làm cho thế giới và cho nhân dân tin tưởng rằng ông ấy là yêu nước chứ không phải là người cộng sản. Những nhà sử học hay nhà báo ngoại quốc thì hầu hết họ bị ảnh hưởng bởi những cái quyển tiểu sử, giống như là cái quyển Trần Dân Tiên vừa mới nói, hoặc là một lô mười mấy hai chục cuốn tiểu sử của những cận thần của ông Hồ Chí Minh, và đáng kể nhất là ba người cán bộ cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp. Nhưng quan trọng hơn là tại vì họ không nắm vững được chiến tranh ý thức hệ, họ không hiểu được chủ nghĩa cộng sản đến nơi đến chốn,